Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đang có chuyến làm việc tại tỉnh Đắk Lắk về tình hình phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương. Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2022, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác phát triển giáo dục và đào tạo. 100% thôn buôn có trường mầm non độc lập, 100% xã phường có trường tiểu học, trung học cơ sở độc lập, mỗi huyện có 2 trường trung học phổ thông trở lên. 100% huyện, thị xã, thành phố có trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở. Quy mô các cơ sở giáo dục, trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học đạt những thành tựu đáng ghi nhận. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá với địa bàn còn khó khăn đa sắc tộc, đa tôn giáo, Đắk Lắk đã có nhiều nỗ lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác giáo dục. Tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia tốt nghiệp đứng đầu 10 tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Bộ trưởng mong muốn Đắk Lắk sẽ nỗ lực hơn nữa để khẳng định vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, trong đó phải bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cần quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo hỗ trợ giáo viên để nâng cao chất lượng dạy và học và đặc biệt quan tâm sâu sắc hơn đối với đối tượng là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ngày hôm nay, Bộ trưởng cũng đã đến thăm và làm việc tại một số trường. Tại phân hiệu trường Đại học Đông Á tại Đắk Lắk, đơn vị đã đào tạo cho Tây Nguyên gần 10.000 sinh viên trong thời gian qua với nhiều ngành nghề phù hợp xu thế phát triển của khu vực này. Bộ trưởng nhấn mạnh, bất kỳ trường công hay là tư đều được khuyến khích phát triển để gia tăng số người học đại học, nhưng phải chú trọng chất lượng. Đồng thời, Bộ trưởng mong muốn các trường ngoài công lập như Đông Á có thêm những chính sách riêng để thu hút con em đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần vào sự phát triển chung bền vững của ngành giáo dục cả nước.